Thực ra cái công việc mà gọi là nặng nề nhất của tôi là đi bán hàng. Và đến bây giờ vẫn đi bán hàng. Bay sang Nhật là đi gặp một công ty 1 tiếng đồng hồ. Sau 1 tiếng lại ra tàu điện đi gặp một công ty khác. Và tôi đang kêu ca là tại sao ngày trước anh làm 5 cuộc làm việc một buổi mà bây giờ còn có 3. Bảo giữ sức khỏe cho anh không cần, anh tiếp tục làm. Và các bạn phải nhớ, rất ít những người doanh nghiệp lớn đi bán hàng. Bởi vì đi bán hàng là mình chiều người ta, hạ mình thấp đến tận cùng luôn thì mới bán hàng được. Và tất cả các tập đoàn mà đang nói nổi tiếng mà nghe là đối tác của FD là tôi đi bán hàng. Ở Mỹ còn tệ nữa. Một công ty ở một thành phố bay từ thành phố này sang thành phố khác 2 chuyến bay đổi chiều. Và làm như vậy 3 khách hàng thì coi như là bay ngày không biết bao chuyến. Từ đông sang tây, từ đây sang đông vẫn phải đi bán hàng. Và bây giờ theo cái chip này là chúng tôi, cá nhân tôi chắc là về gặp tất cả các công ty chip của Mỹ, gặp gỡ và thuyết phục. Tôi kể câu chuyện khác. Khi năm 2011 tôi họp với bác Ogawa là giám đốc của FT Japan, thấy mặt bác trầm trầm, tôi bảo tình hình có gì không ổn không? Bác bảo không ổn nhưng mặt nó buồn. Và lúc ấy trước đấy là tôi xem TV là biết có cái vụ động đất sóng thần. Tôi về thư văn phòng bảo thư ký mua vé đi sang Tokyo. Thư ký bảo phóng xạ lên 200 lần rồi anh ạ, anh không thể đi, bọn em không cho phép anh đi. Ok, chúng mày quyết, anh mày quyết. Đi. Về nhà khổ hơn nữa là vợ không cho. Tôi bảo không có cái kiểu gì mà anh đi vào cái kiểu như vậy mà. Anh làm tướng thì chỗ đầu sóng ngọn gió là anh đứng. Em không được cản anh, vì đấy là chính anh. Em mà chống anh tức là em không chấp nhận anh như là anh. Vợ chịu. Nói làm tướng á là hy sinh. Phải sẵn sàng thật lòng hy sinh. Và chỉ khi đó thì người ta sẽ theo mình. Không có cách nào khác. Cảm ơn ạ.